sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoàng hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm tay muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan rồi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu. Lo vì lòng ta đắm nên ao nghề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dưới đại diện thắng kề đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất bản đạo chung từ đây, nam cùng nắm tay kết nên một đại diện, cùng làm sao cho đoá sen người đời đời ngát hương, muôn phương thấm nhuần Phật giáo Việt Nam.
Thank you.
Chỉ thân chú thì bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niềm chân ngôn nhiều như thế, vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, Quan Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme ngoài thân chú Quan Âm giúp ta thoát Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om
lên không phải là dịp bốc cánh vàng. Quý vị đại biểu, khách quý, đại diện cho Đảng, chính quyền sở tại, các ban ngành đoàn thể, kính thưa quý cụ, thái ông, lão bà, nhân dân Phật tử, thiện hữu, tri thức, thầy và trò của Phật tử chùa Nghiêm Quang chúng con xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện thân mật, an lành của toàn thể các quý vị đang có mặt trong buổi lễ cất nắp ngôi đại hùng bảo điện chùa Nghiêm Quang hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, kính chúc quý vị an lạc, cát tường, thành tựu và xin trân trọng chào đón. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị, đã đến giờ chính thức cử hành nghi lễ thượng lương. Xin đạo tràng chúng ta ổn định chỗ ngồi, giữ trật tự, thành kính chắp tay đứng dậy để cung huynh quý thầy cùng quý vị đại biểu, khách quý quang lâm. Ban chung cổ thỉnh ban hồi chuông chống bát nhã để cung minh quý thầy, quý vị quan khách, quý vị đại biểu, khách quý, con xin thành kính cung kính thỉnh quý thầy mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Tôn thiền đức,
Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho các cấp chính quyền sở tại, kính thưa quý vị quan khách, thái ông, lão bà, nhân dân, thiện chính, tri thức đang hiện diện trong buổi lễ cất nóc chùa Nghiêm Quang hôm nay. Giờ phút này, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được phép thông qua nội dung buổi lễ sáng hôm nay như sau. 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. 3. Đọc diễn văn khai mạc Thầy Thích Thường An. 4. 5. Bài phát biểu chia sẻ của chính quyền địa phương. 6. Lời động viên sách tấn của Chư Tôn Đức. 7. Phát biểu cảm tạ của ban tổ chức. 8. Nghi thức niêm hương trì chú Thượng Lương Tam Bảo, Điện cầu Quốc gia Hưng Thịnh, Đạo Pháp Trường Tồn. 9. Đại diện các cán bộ và nhân dân Phật tử sở tại lên thực hành nghi thức cất nóc. 10. Hồi hướng. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý liệt vị, chùa Nghiêm Quang tọa lạc trên mảnh đất quê hương thôn Cu Lễ, thân yêu, bên cạnh dòng sông Tích lịch sử đã trải qua nhiều các thế kỷ, đồng hành cùng với những thăng trầm của cuộc đời sống nhân dân vùng quê nghèo ven sông. Trước sự biến thiên của thời thế và quy luật hủy hoại của thời gian, khuôn viên chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Vừa qua, được Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận của thầy trụ trì chùa cùng bà con nhân dân Phật tử làng Cu Lễ, công trình xây dựng chùa Nghiêm Quang sau gần 7 tháng khởi công đại trùng tu đến nay đã cơ bản hoàn thiện được phần thô. Và hôm nay ngày 16 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, tức ngày 6 tháng 4 năm 2023, ban tổ chức chính thức cử hành nghi lễ cất nóc, đánh dấu hoàn thành bước 1 của giai đoạn trùng tu xây dựng. Đây là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Giờ phút này, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Về phía Chư Tôn Đức, chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Diệu Bản, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, trưởng ban đặc trách Ni giới tỉnh Lào Cai, cán bộ văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì các chùa Bát Phúc, chùa Bảo Quang Đan Phượng, chùa Nội An Hoài Đức, chùa Diên Khánh ở Ninh Bình, chúng con xin thành kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Sư Thầy Thích Thường An, đương kim chủ trì chùa Nghiêm Quang, trưởng ban tổ chức buổi lễ cất nóc chùa Nghiêm Quang hôm nay. Về phía lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, đại diện cho lãnh đạo huyện, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Võ, huyện ủy viên, chánh văn phòng huyện ủy Thạch Thất. Lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Kiều Văn Tường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Trân trọng giới thiệu bà Phí Thị Huyền, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Trân trọng giới thiệu ông Kiều Quốc Trung, cán bộ văn hóa xã. Trân trọng giới thiệu bà Kiều Thị Đoàn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Lãnh đạo thôn, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tấn Nhạc, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Trân trọng giới thiệu ông Kiều Mạnh Trường, trưởng thôn Cu Lễ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu còn các ông bà là trưởng các chi hội đoàn thể thôn Cu Lễ có mặt trong buổi lễ hôm nay. Đại diện nhà thầu, trân trọng được giới thiệu ông Cao Văn Hải, phó giám đốc công ty Sen Việt. Đặc biệt là sự hiện diện của hàng ngàn các tín đồ nhân dân, thái ông lão bà, thiện hữu tri thức, con em quê hương Cu Lễ, cùng chư thiện
chư thiện nam tín nữ, Phật tử trong và ngoài làng. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn, thật giòn để chứng minh và chư tôn đức chào đón sự hiện diện của quý vị trong lễ trọng đại này. Để chào mừng và bày tỏ lòng tôn kính cũng như sự hiếu khách của người dân quê hương Phú Lễ, ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa lân do đội múa lân của xã Thạch Xá biểu diễn. Thank you.
ngôi chùa Nghiêm Quang hiện diện trên mảnh đất quê hương Phù Lễ thân yêu, là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng Phật giáo, hướng dẫn con người về chánh đạo, xa lìa mê tín, ngõ hồ xóa những hệ lụy đau thương của cuộc đời. Để toàn thể đạo tràng hiểu rõ hơn về tâm nguyện cũng như công tác Phật tử sẽ phát triển trong tương lai của ngôi chùa mới, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy Thích Thường An lên đọc diễn văn khai mạc. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, quý thưa quý huynh đệ đồng tu đồng học, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể sở tại huyện Thạch Thất, xã Cần Kiệm, kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài làng Phú Lễ. Hôm nay ngày 16 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, tại chùa Nghiêm Quang, thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội, trong khung cảnh làng quê bên dòng sông Tích bốn mùa êm ả, diễn ra buổi lễ cất nóc ngôi Tam Bảo, chúng con vô cùng phấn khởi hân hoan được vinh dự cung đón thầy và quý huynh đệ đồng tu đồng học, chư vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân Phật tử trong và ngoài thôn. Lời đầu tiên, chúng con kính chúc trên thầy cùng quý huynh đệ pháp thể khinh an, tuệ đăng viễn chiếu. Xin trân trọng gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến chư vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử xa gần. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, nói đến đất nước Việt Nam và văn hóa Việt Nam là người ta liền nghĩ đến hình ảnh những ngôi chùa thân thương cổ kính với đỉnh mái uốn cong vươn lên nền trời. Chùa là văn hóa quê hương, là nơi thể hiện tình thương giống nòi. Chùa Nghiêm Quang cũng như hàng vạn ngôi chùa khác trên đất Việt trải qua sự thăng trầm biến thiên của thời thế, của dòng nước thủy triều lên xuống. Khuôn viên bên trong và bên ngoài chùa đều bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc sinh hoạt tín ngưỡng. Mỗi khi nước lên mùa mưa về, cho đến năm 2018, sau khi con chính thức được giáo hội bổ nhiệm về trụ trì, cơ duyên đầy đủ, được chùa được đảng và nhà nước quan tâm đầu tư. Giai đoạn 1 là kè đê bao hữu tích và xây dựng toàn bộ hệ thống tường bao quanh chùa để tránh ngập lụt. Đến năm 2022, cơ duyên tiếp theo lại đến với thầy trò và dân làng. Một lần nữa, chùa Nghiêm Quang lại được nhận sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước, quyết định đại trùng tu toàn bộ khuôn viên chùa Nghiêm Quang, bao gồm các hạng mục công trình Tam Bảo, tổ đường, thánh mẫu điện, gác chuông và một số công trình phụ trợ khác. Buổi lễ cắt nóc ngày hôm nay là thành quả ban đầu sau gần 7 tháng thi công. Ngôi Đại Hùng Bảo Điện đã cơ bản xong được phần thô, thuận thiên, hợp địa, đắc nhân tâm. Chúng con được cung minh cho tôn đức cùng chư vị đại biểu khách quý quang lâm hoan hỉ, chung niềm vui trong ngày đại lễ cắt nóc chùa hôm nay. Giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ khai mạc lễ cất nóc ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Nghiêm Quang, thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo giao hộ trên thầy cùng chư quý huynh đệ pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể sở tại, chư thiện nam tín nữ, nhân dân Phật tử trong và ngoài làng Phú Lễ sức khỏe bình an, thành tựu mọi sở nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy,
Cho đến bây giờ chúng con mới thấm nhuần câu nói: nhà có vàng không bằng làng có sư. Sự hiện diện của thầy nơi chủ quê nhỏ bé làng Phú Lễ đã mang lại một sinh khí mới, một nếp sống văn hóa mới cho cả người già và trẻ nhỏ. Chúng con không biết nói gì hay lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc nhất. Chúc thầy thân tâm thường lạc, sức khỏe miên trường, chủ thế lâu dài để dìu dắt các tín đồ Phật tử trên bước đường tu nhân học đạo. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, với mô hình kiến trúc đặc trưng của văn hóa Phật giáo xứ Đoài, chùa Nghiêm Quang là biểu tượng đời sống tâm linh của người con Phật, là nơi nương tựa tinh thần cho nhiều thế hệ nhân dân thôn Phú Lễ. Thiết nghĩ đạo pháp trường tồn do tăng ni hoàng hóa, thiên môn hưng thịnh bởi đàn Việt tín tâm, lời dạy ấy của chư tổ sư vẫn luôn vang vọng trong người con Phật. Bởi tất cả những công trình trong khuôn viên chùa Nghiêm Quang có được thành tựu hay không cũng là nhờ vào sự đầu tư, quan tâm chỉ đạo của Đảng, của nhà nước, sự hào tâm công đức cúng dường của toàn thể nhân dân. Thiện nam, tín nữ, quý đạo hữu Phật tử, và hôm nay trong buổi lễ này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Kiều Mạnh Trường, trưởng thôn làng Phú Lễ, phó ban tổ chức, đại diện cho cán bộ nhân dân Phật tử thôn Phú Lễ lên có bài phát biểu chia sẻ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa thầy, thưa Phật tử, các quý khách, các đồng chí đại diện cho chính quyền địa phương và chính quyền cơ sở, tôi xin phép có đôi lời chia sẻ về buổi lễ cất nóc hôm nay. Kính thưa các quý vị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, chùa Nghiêm Quang, thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, cư Quyến Thỉnh, phát tâm công đức tạc tượng thiếp vàng hoành phi câu đối khuôn viên nhà Tam Bảo, nhà Tổ, nhà Mẫu, chùa Nghiêm Quang, thôn Phú Lễ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi các cơ quan, doanh nghiệp, quý mạnh thường quân, nhân dân Phật tử xa gần, thân nhân, con em làng Phú Lễ đang cư trú trên mọi miền Tổ quốc hoặc đang ở nước ngoài. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sự quan tâm của Đảng và nhà nước, sau thời gian gần 7 tháng thi công, toàn bộ khuôn viên chùa Nghiêm Quang với các hạng mục xây dựng Tam Bảo, tổ đường, điện thánh mẫu, gác chuông và một số công trình phụ trợ khác sắp được khánh thành. Để cảnh quan khuôn viên bên trong và bên ngoài chùa ngày một trang nghiêm tố hảo, nhà chùa và ban quản lý di tích cùng toàn thể dân làng Phú Lễ có nguyện vọng bổ sung làm mới sơn son thiếp vàng toàn bộ hệ thống tượng tháp, hoành phi câu đối, cửa bóng, bàn tất cả đồ thờ và đúc một quả chuông hơn một tấn với tổng kinh phí dự tính khoảng 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của ngôi chùa quê còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, vì vậy chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm công đức, hộ trì, cúng dường của quý cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, quý mạnh thường quân, nhân dân Phật tử xa gần, thân nhân anh em làng Phú Lễ đang cư trú trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nước ngoài. Bậc cổ đức có dạy rằng: làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba tông đức ấy, thập phương nên làm. Thiết nghĩ ăn cũng hết, mặc cũng mòn, để dành công đức, phúc còn mai sau. Trên tinh thần, các quốc thời lưu vạn đài, phát tâm, kiến tạo cảnh vật trang nghiêm,
với mục đích hằng dương chính pháp, rồi là quần sinh hướng về ngôi tổ mộ của dân làng, là cội nguồn của mọi công đức lành, để lại phúc ấm cho muôn đời sau. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, yểm trợ của các quý vị để công trình di tích lịch sử văn hóa tâm linh sớm được hoàn thành như ý nguyện trong buổi lễ cất nóc của hôm nay. Một sự kiện trong đại tiến trình lịch sử của làng Khánh Lễ chúng ta, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến tất cả các đoàn thể, cá nhân, gia đình, con em trong và ngoài làng Khánh Lễ, con em quê hương Khánh Lễ đang cư trú và sinh sống trên mọi miền tổ quốc, đã, đang và sẽ hướng về quê hương bằng sự yểm trợ công đức cúng dường tình tài tình vật, đồng hành với quê hương Khánh Lễ trong quá trình hoàn thành công trình kiến trúc văn hóa tâm linh quan trọng này. Một lần nữa, thay lời ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự gia tâm công đức cúng dường của tất cả các quý vị. Xin chúc các quý vị cùng toàn thể gia đình sức khỏe, bình an, thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúc buổi lễ cất nóc của chúng ta thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân Phật tử, vào giờ phút này, để hiểu thêm về ý nghĩa trọng đại của buổi lễ cũng như vai trò không thể thiếu của ngôi chùa trong sự phát triển văn hóa của một vùng quê, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh ni sư Thích Diệu Bằng lên có lời sách tấn để nhân dân tín đồ Phật tử nơi đây ý thức được vai trò trợ duyên của mình trong công cuộc đại trùng tu chùa Nghiêm Quang hôm nay. Xin được trân trọng thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thầy, kính thưa các vị lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của huyện Thạch Thất, xã Cần Kiệm và thôn Phú Lễ. Tôi rất lấy làm hoan hỷ chia sẻ niềm vui với chính quyền và nhân dân thôn Phú Lễ. Quả thực là niềm vui tiếp nối niềm vui. Trong vòng khoảng 5-6 năm nay, dân làng các vị đã liên tiếp đón nhận những niềm vui nơi tâm linh của dân làng. Trước hết là được đón sư thầy về trụ trì, sau đó lại được nhà nước quan tâm kè sông Tích Giang trước cửa chùa để chống sạt lở. Sau đó lại được xây dựng đài quan âm. Rồi sau đó tiếp theo đây là được nhà nước quan tâm cấp kinh phí để trùng tu lại di tích chùa Nghiêm Quang. Quả thực là niềm vui xảy ra liên tục, phải không ạ? Tiếp đến với các vị liên tục. Thì tôi với cương vị là thầy của sư thầy Thích Thường An, và ở góc độ xã hội thì cũng là một vị tu sĩ, được về đây chia vui, chung vui cùng với chính quyền và nhân dân địa phương, tôi rất lấy làm hoan hỷ và xin chúc mừng cho chính quyền và nhân dân địa phương đã từng ngày đổi mới, và chúc sức khỏe các vị. Kính thưa các vị, như chúng ta biết, Đạo Phật thì du nhập vào Việt Nam từ đầu kỷ nguyên thứ nhất trước công nguyên, đến nay đã trên 2.000 năm lịch sử. Khi Đạo Phật đi vào Việt Nam thì hòa nhập với cái tín ngưỡng bản địa của người dân Việt Nam
đó là cái tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ phụng những người có công với quốc gia, với đất nước, với nhân dân. Và Đạo Phật đã đi vào lòng người dân Việt Nam một cách hài hòa, êm ả. Và chúng ta, như bây giờ chúng ta nhận thấy Đạo Phật không có một cái gì gọi là cấn cái với cái niềm tin, với cái văn hóa của người dân Việt cả. Mà chúng ta dường như thấy rằng Đạo Phật là đạo của người dân Việt Nam. Và từ khi Đạo Phật du nhập vào Việt Nam thì nhân dân chúng ta bắt đầu cũng đã nghĩ đến cái việc kiến tạo những cái nơi để mà thờ phụng Đức Phật, và để cho người dân đến hướng về Đức Phật, thực hành những cái lời dạy của Đức Phật, để đưa những cái điều tốt đẹp vào cuộc sống của nhân sinh, hay là nói một cách riêng biệt thì là đưa cái đạo đức, cái văn hóa, cái tốt đẹp, cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Vì vậy mà trên 2000 năm qua thì đã có rất nhiều các ngôi chùa xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Và thời xưa thì xây chùa chỉ có các bậc vua quan, vua chúa và quan lại, hay là các vị chúa thì mới có ngân sách để mà xây chùa. Người dân thì chỉ đem cái công sức của mình để đóng góp, để làm việc, để gọi là lao động bằng sức người để xây dựng ngôi chùa. Và phát triển lên theo từng giai đoạn thì mỗi chùa, mỗi làng lại muốn có một ngôi chùa riêng của cái làng mình. Cho nên là chúng ta hay có cái câu dân gian hay có câu là gì? Chống làng nào thì làng đấy đánh, thánh làng nào thì làng đấy thờ. Ngoài cái việc có ngôi đình để thờ thành hoàng, thờ thánh của làng mình ra, thì bên cạnh đó là có ngôi chùa để dân làng đến tu học, noi gương Đức Phật. Và từ đó mà hình thành lên trên khắp giải đất Việt Nam là mỗi một làng có một chùa. Hôm nay được về dự lễ cất nóc của ngôi chánh điện, thì tôi rất lấy làm hoan hỷ và cầu mong cho công trình di tích lịch sử của chùa Nghiêm Quang, thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất sớm hoạt động và đưa vào sinh hoạt, để người dân lại nối tiếp thêm niềm vui gọi là gì? Nhật tân, hiệu nhật tân. Chùa mới, thầy mới, dân làng đổi mới, nhận thức mới, tư duy mới, hành động mới để xây dựng một xã hội, một dân làng Phú Lễ ngày một đổi mới và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Trước khi vào nghi lễ, thay mặt đời ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Nhạc, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên có đôi lời cảm tạ. Trân trọng kính mời ông. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị quý đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cần Kiệm, kính thưa quý vị đại diện các ban ngành đoàn thể, viện thể khắp đơn vị thi công, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, Phật tử trong và ngoài làng Phú Lễ. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được kính chúc chư tôn đức pháp thể kinh an, cúng sinh vị độ, gửi đến các quý vị đại biểu cùng toàn thể dân làng lời chúc tốt đẹp và lời chào thân thiện nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, chùa Nghiêm Quang làng Phú Lễ sau gần 7 tháng thi công liên tục không gián đoạn, các hạng mục công trình gần như đã được hoàn thiện về cơ bản.
Buổi lễ cất nắp ngôi Tam Bảo hôm nay đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của một nền văn hóa tâm linh nói riêng và làng khu lễ nói chung. Sau khi xây dựng hoàn thiện, ngôi chùa sẽ là nơi tu đạo, hướng đạo, cúng con, người làm lành lánh ác, bỏ vọng về chân, là nơi duy trì phát triển nếp sống từ hòa trên tinh thần nhập Phật. Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự cố gắng của thầy trụ trì, sự hỷ tâm cúng dường đặt tượng tu bổ phần nội thất trang nghiêm Tam Bảo trên tinh thần đoàn kết một lòng phụng đạo yêu nước của bà con nhân dân Phật tử gần xa, công trình di tích lịch sử văn hóa tâm linh chùa Nghiêm Quang sớm được hoàn thiện một cách trang nghiêm, tráng lệ như ý nguyện. Trước khi dừng lời, thay mặt ban tổ chức xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đức vì sự nghiệp hoàng dương Phật pháp không quản ngại đường xá xa xôi thân lâm về đây để chứng minh, động viên sách tấn hộ niệm cho buổi lễ. Xin kính chúc quý ngài pháp thể kinh an luôn giúp cho đời sống nhân dân trở nên an hòa hạnh phúc, để Phật giáo Việt Nam luôn phát triển trong lòng dân tộc. Xin cảm ơn quý vị đại biểu khách quý đại diện cho Đảng, chính quyền sở tại, chư thiện tín hữu Phật tử trong và ngoài làng khu lễ không quản ngại công việc đa đoan, tạo mọi điều kiện về chung vui cùng nhà chùa và dân làng chúng tôi. Thân gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mặc dù ban tổ chức chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, không gian hạn hẹp, chưa được tinh sạch trang nghiêm, không sao tránh khỏi những sơ thất trong nghi lễ đón tiếp. Kính mong chư tôn đức cùng quý vị đại biểu miệng tình hoan hỷ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn lời cảm tạ của ông Nguyễn Tấn Nhạc, Bí thư chi bộ thôn Phu Lễ, trưởng ban công tác mặt trận. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ đã chính thức đến giờ đại hòa hợp, đại hoan hỷ, đại cát tường. Chúng con xin được hành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức khởi thân, mời toàn thể đạo tràng đồng đứng lên hướng về lễ đài Tam Bảo chùa Nghiêm Quang để thực hành nghi thức thượng lương. Xin mời các ông đại diện lãnh đạo thôn, các cụ, các ông, các bà được phân công tổ chức đề cử lên thực hành nghi lễ cất nóc và nhanh chóng đứng vào vị trí thích hợp để chuẩn bị tiến hành cất nóc. Đội ngũ lân vào đội hình chuẩn bị thực hiện các tiết mục của mình. Các cá nhân đã được sắp xếp chuẩn bị vào vị trí. Chúng con xin thành kính cung thỉnh quý thầy lên quan lễ, niêm hương bạch Phật, chú nguyện và cầu phúc cho dân làng, cho Phật sự xây dựng được thanh thông. Chúc nguyện Phật đạo hưng hoàng, quốc gia hưng thịnh, làng xóm bình an. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo cùng quý thầy dâng lời cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mời các cụ được ban tổ chức cử vào thực hành nghi thức cất nóc. Mời các cụ lên đứng này để cùng quý thầy niệm kinh bạch Phật. Sau đó thì mời các cụ về đằng sau để chúng ta chuẩn bị nghi thức cất nóc. Mời các vị các thầy thể đến nâng cung bạch Phật, sau đó thì các sư chỉ giáo gia trì và thể ban lãnh đạo thôn cùng các cụ về đằng sau để chúng ta thực hành nghi thức cất nóc trong quá trình các sư gia trì. Thank you.
Chúng nơi ta bà về bên cõi A Di Đà.
trắng xanh hay vàng, hào quang sáng lên muôn ngàn để rạng đón dân ta bàng. Cõi đây chốn lên nhạc trời, người được nghe ưu sầu vơi, hát mưa xuống đêm qua trời. Danh đức Di Đà Phật.